Trang thông tin chuyển nhượng và định giá cầu thủ nổi tiếng trên thế giới Transfermarkt vừa cập nhật một loạt giá trị các cầu thủ, trong đó rất đông những cái tên của Việt Nam vừa được nâng lên giá trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, Nguyễn Văn Quyết, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh được cập nhật lên với giá trị cá nhân là 300.000 euro. Con số này thực tế sát với mức lót tay mà Văn Quyết và Ngọc Hải từng nhận ở câu lạc bộ chủ quản. Như trường hợp của Văn Quyết, Hà Nội FC phải chi ra 9 tỷ đồng cho 3 mùa giải tiếp theo mà anh thi đấu tại đây. Còn với Ngọc Hải, Viettel cũng phải bỏ ra 8 tỷ đồng cho 3 năm để có sự gần đầu của trung vệ này ở mùa hè năm ngoái. Ba cầu thủ này cũng là ba cái tên đắt giá nhất Việt Nam theo Transfermarkt hiện tại. Những vị trí tiếp theo lần lượt là Mạc Hồng Quân, Đặng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Quang Hải, Trần Văn Kiên, Hồ Tuấn Tài, Tô Văn Vũ, Hồ Tuấn Tài, Nguyễn Hải Huy. Những cầu thủ này đều được định giá với mức 250.000 euro. Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường, những cầu thủ đã và đang chơi tại nước ngoài vẫn chỉ được định giá 200.000 euro và nằm ngoài top 10 cầu thủ giá trị nhất Việt Nam. Sốc nhất là trường hợp của Đỗ Hùng Dũng, quả bóng vàng Việt Nam 2019. Anh chỉ được định giá 25.000 euro. Chủ tịch câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Thắng xác nhận, trong ít ngày nữa đội sẽ thương thảo hợp đồng với Công Phượng. Khi được hỏi có sự thay đổi nào trong các điều khoản không, ông Thắng khẳng định: "Không, cậu ấy sẽ tiếp tục chơi cho đội bóng tới hết mùa giải 2020." Như vậy có thể hiểu tiền đạo Công Phượng sẽ tiếp tục chơi bóng tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và nhận mức lương là 120 triệu đồng trong một tháng, đúng với mức của bản hợp đồng mà đội bóng thành phố mua lại từ Công Phượng, Citadel. Đầu năm 2020, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bỏ ra số tiền được đồn đoán là khoảng 100.000 euro, hơn 2,6 tỷ đồng để mua lại nửa năm hợp đồng của Công Phượng từ Citadel. Hồi đầu tháng 5, sau khi V-League phải tạm hoãn gần 2 tháng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã ngỏ ý muốn mượn tiếp Công Phượng tới hết mùa giải 2020 để phù hợp với lịch thi đấu. Khi đó, một lãnh đạo cấp cao của đội bóng thành phố chia sẻ: "Anh ba đã cho đội mượn Công Phượng một năm, sau quãng thời gian này nếu thích anh ấy thì tính tiếp." Trước thời điểm đó, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai cũng khẳng định: "Chúng tôi sẽ chơi đẹp với nhau, ban đầu chỉ muốn cho Công Phượng đi vài tháng thôi, nhưng với tình hình hiện tại, với tình hình mà nói thì phải cho Công Phượng đá thêm mới đủ." Trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thế đạo Công Phượng đã để lại những màn trình diễn tốt với phong độ ấn tượng khi có 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo tại AFC Cup và V-League. Mimovic trở về Pleiku tập luyện cùng đồng đội từ ngày 30 tháng 5. Bác sĩ sẽ kiểm tra cho cậu ấy, đánh giá xem có thể dự trận đấu với Hà Nội hay không. Nhưng về cơ bản, mọi chuyện ổn. Trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nguyễn Tấn Anh chia sẻ với VN Express vào ngày 1 tháng 6: "Mimovic bị căng cơ khi tập luyện, phải xuống trung tâm đào tạo PVF tập phục hồi. Không thể góp mặt khi Hoàng Anh Gia Lai làm khách của Nam Định ở vòng loại cúp quốc gia. Huấn luyện viên Lee Tae Hoon khi đó phải kéo tiền vệ phòng ngự Kelly về đá trung vệ, nhưng vẫn không thể tạo ra hàng thủ chắc chắn, dẫn tới thất bại 0-2 trên sân Thiên Trường." Mimovic là tân binh đã chơi 2 trận khi Hoàng Anh Gia Lai thắng Quảng Ninh 1-0, hòa Viettel 3 đều tại V-League 2020. Trung vệ người Serbia đọc tình huống nhanh, tranh chấp tốt và giỏi khống chiến, được kỳ vọng là hòn đá tảng giúp đội bóng của Bồ Đức tìm được sự chắc chắn cho hàng thủ. Mùa giải 2019, Mimovic đá cho Sông Lam Nghệ An, góp công lớn giúp đội bóng này thủng lưới ít nhất giải chỉ với 26 bàn và sau 26 trận. Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng sở hữu lối chơi kiểm soát bóng, ban bật và tấn công đẹp mắt. Hai mùa giải qua, họ lần lượt ghi 41 và 43 bàn, nằm trong top 3 câu lạc bộ có hàng công mạnh nhất. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai chỉ xếp ở nửa dưới bảng xếp hạng khi mùa giải khép lại do hàng thủ luôn để thủng lưới nhiều nhất, lần lượt là 46 và 53 bàn. Bên cạnh sự trở lại của Mimovic, Hoàng Anh Gia Lai cũng đón tin vui cho nhân sự ở mặt trận tấn công. Văn Toàn đã bình phục chấn thương nhẹ ở trận đấu với Nam Định và hứa hẹn có thể vào sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách tới Hà Nội. Hàng đẫy là sân vận động mà Hoàng Anh Gia Lai luôn gặp nhiều khó khăn. Trong 3 lần làm khách gần đây nhất tại V-League, đội bóng Phú Đú lần lượt thua 0-3, 0-5 và hòa 1 đều. Ông Park đang nghĩ gì lúc đó? Nụ cười ấy khác với nụ cười trước đó vài phút khi Thành Trung bỏ lỡ cơ hội ghi bàn 10-10 sau đường chuyền của Văn Kiên.
Nếu không nhìn lên bảng tên, nhiều người sẽ tưởng bàn thắng Thành Trung được ghi bởi một tiền đạo. Thời điểm ghi bàn là 90+1 khi câu lạc bộ Hà Nội mới dẫn 1-0. Họ vẫn cần thêm một bàn để chốt lại số phận của trận đấu và tránh khỏi những nguy cơ còn hiện hữu. Trước ít phút đó, ban huấn luyện câu lạc bộ Hà Nội quyết định đẩy Thành Trung lên đá tiền đạo. Từ vị trí đá cắm sở trường, Thành Trung chạy vòng ra sau lưng hậu vệ Đồng Tháp, giơ tay xin bóng từ Đỗ Hùng Dũng. Anh phá bẫy vì vị, bứt thẳng ra mọi khỏi sự chia cản, băng xuống trước khi dứt điểm tung lưới đối phương nhờ một cú vẩy ngoá ngoài chân phải. Đó là một pha dứt điểm kỹ thuật nhưng mạo hiểm trong thời điểm khá nhạy cảm của trận đấu. Không nhiều cầu thủ tấn công đủ bình tĩnh để ghi bàn theo cách đó. Nhưng Thành Trung đã làm được những việc đó chỉ bằng hai lượt chạm bóng, lần đầu khống chế và lần sau là dứt điểm. Khác với các trung vệ thường khi ghi bàn từ những tình huống bóng bổng, bàn thắng của Thành Trung mang dáng dấp của một tiền đạo cắm. Từ cách di chuyển và điểm mù của hậu vệ đối phương, với pha tăng tốc, từ cách khống chế gọn gàng đến cú dứt điểm lạnh lùng, đó đều là bộ kỹ năng tương ứng với một chân sút. Nhưng cách Thành Trung ghi bàn, nhiều người hâm mộ câu lạc bộ Hà Nội hẳn sẽ nhớ tới cựu đội trưởng Gonzalo Damian Marocle, người cũng đá cả được tiền đạo và trung vệ. Thành Trung lên đội 1 từ năm 2016, có 2 năm chơi bóng cùng Gonzalo trước khi anh này chia tay câu lạc bộ. Hậu vệ người Tuyên Quang có lẽ đã học được ít nhiều từ đàn anh. Đêm qua không phải là lần đầu tiên Thành Trung cho thấy khả năng săn bàn của mình. Mùa trước anh ghi 4 bàn tại V-League, nhiều thứ tư toàn đội, nhiều hơn cả đương kim quả bóng vàng Hùng Dũng hiện tại. Hiệu suất ghi bàn của Thành Trung là 279 phút trên một bàn thắng. Con số ấy cực kỳ ấn tượng bởi cuối năm nay, Thành Trung nhiều khả năng sẽ đá chính ở tuyển Việt Nam khi Trần Đình Trọng và Đỗ Duy Mạnh vẫn gặp chấn thương. Áp hiệu suất ấy vào AFF Cup, Thành Trung sẽ có 2 bàn tại giải đấu lớn nhất khu vực, một thông số đáng để chờ đợi. Quan trọng hơn, Thành Trung với bộ kỹ năng đa dạng có thể trở thành phương án tấn công bí mật của tuyển Việt Nam. Đội bóng của ông Park Hang-seo đang gặp nhiều khó khăn khi Hà Đức Chính liên tục dính chấn thương, còn Nguyễn Tiến Linh chưa tìm lại mình. Ông Park cũng nhiều lần phàn nàn rằng V-League không cung cấp nhiều giải pháp cho hàng công của đội tuyển. Với Thành Trung, ông có lẽ đã tìm thấy một giải pháp mới. Nhưng số bàn thắng không phải là điều thú vị nhất khiến huấn luyện viên Park phải để ý tới Thành Trung. Chính chất lượng của những pha phản công ấy mới là vấn đề. Mùa trước cả 4 bàn của Thành Trung cho câu lạc bộ Hà Nội tại V-League đều diễn ra những thời điểm then chốt hoặc phút bù giờ. Vòng 8 anh ghi ở phút 90+5 giúp câu lạc bộ Hà Nội hòa Bình Dương 2 đều. Vòng 23 anh ghi bàn đầu tiên và cuối cùng giúp đồng đội ngược dòng hạ Viettel 5-2. Đặc biệt, Thành Trung là người có pha lập công quyết định giúp câu lạc bộ Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An 1-0 ngay tại Thành Vinh, có đó đăng quang sớm V-League. Sau đó vài tháng tiếp tục là Thành Trung ghi bàn ở phút 2 đều của Việt Nam ở vòng bảng SEA Games. Ở những buổi tập của câu lạc bộ Hà Nội, Thành Trung là một trong những cái tên ghi bàn nhiều nhất dù chỉ chơi ở vị trí trung vệ. Tiềm năng đó của anh từng được thể hiện với hàng loạt pha lập công trong các giải trẻ dưới thời huấn luyện viên Phạm Minh Đức và vẫn là một vũ khí đặc biệt của anh khi lên tuyển. Phương án của Thành Trung xuất hiện trong bối cảnh huấn luyện viên Park cần nhiều sự lựa chọn cho phương án thành công. Hậu vệ quê Tuyên Quang vừa có thể đem tới lối chơi chất thép cho hàng phòng ngự, không Duy Mạnh, không Đình Trọng, vừa là vũ khí bí mật cho hàng tấn công vốn chưa tiến bộ trong thời gian qua. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park từng gò Phạm Đức Huy vào vị trí tiền vệ giữa, kéo Nguyễn Quang Hải sang đá tiền đạo phải. Ông cũng từng thử nghiệm Nguyễn Trọng Hoàng, Phan Văn Đức cho các vị trí chạy cánh và thành công rực rỡ. Từng ấy thành công là bằng chứng cho thấy ông Park có kinh nghiệm và biết cách phát huy tiềm năng của học trò. Người tiếp theo có thể là Thành Trung. Thank you.